Hello chị Thảo Xuân nha. Rồi dắt kiếm bưng tham ăn bên kia thấy cái thang này. Bưng mua kim con em nên cần cuộn giấy khăn giấy hả? Không ngày tối là mặc áo khỏi mặc quần nha. Mặc bầm tao mặc cái mặc bầm đang nhúng đập hoàng tử vô luộc con đi chuột vô nhà hả? Nhúng đầu con vô cái vào luộc xuống luộc tội nghiệp. Hả? Không, cái này nó mới nhẹ thôi, ép tí nó còn phải đã phải đâu, tức là nó đang gọi là đen từ màu trắng nè, trắng này nó phải đen xanh nhưng mà nó xanh đậm lên chút xíu như này. Rồi, con giống như gì? Cụ dắt nha, rồi. Rồi bắt nè. Bắt nha, bắt trên cái thang này đi. Nhưng mà đừng có thả ra vào nha. Rửa cái thang không được. Hiểu không? Tức là đừng để cái mép dính vô kia nó sao nó bị lan màu. Bàn xuống quá nha, cho cái đâu xuống. Rồi. Rồi, để này. Hiểu không? Được. Cái màu trắng nó vậy đó, hoặc là mình đã ra nhà đó. Để cho cái trắng nó được dính vô cái màu xanh. Hello chị Quế Lan nha. Cô muốn xanh lên đẹp lên luôn. Cô ngắm đầu lắm, chân cụ thế này cô nhúng quần nước sôi. Hả? Bỏ con nó đến tội. Đó, nhúng đầu nước sôi. Con nó là nước sôi. Bà hai, bà ba đừng bắt trước nha trời. Đừng bắt trước là cái nhúng lấy đầu mình. Nhưng bà ba kêu bà hai. Bà nắm đầu, nắm chân tôi mà nhúng tôi vào nước sôi cho tôi đẹp. Cho trắng. Cho nó xanh. Cho tươi xanh. Nhúng tới cho trắng. Cho tôi tươi xanh. Tấm trắng. Từ 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 từ
Được. Alo. Dạ rồi sao vậy anh ơi? Cái đó nếu mà làm loại ok hết bằng tầm 1 triệu ngàn á này. Đang mà có bảo hành không anh? Dạ bảo hành 3 tháng. Mấy tháng anh? Dạ, 3 tháng. Dạ rồi, dạ rồi. Tại bình thường không nhỉ? Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi, tranh thủ nha. Rồi, dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi. Nước cứ xả ra ngoài để chứ nó bị lây nước lên. Không mà tôi chơi mà ra cũng cứ nắm đầu được lên như vậy mới được. Dắt cái con nước nào dắt cái đấy. Như vậy ông nghĩ em trở chuyện cái vậy em mới bị giỏi luôn á trời. Cái đó cái khổ biết nhiêu khổ nhiêu. Quý vị, quý vị, quý vị có đẹp không quý vị? Có giỏi không quý vị? Nam Vi Ngàn nói là mới vừa thuê được một cụ giúp việc quá giỏi kìa. Nhưng mà được cái là cụ ăn cũng nhiều nha các quý vị. Ăn lấy lại vốn. Ăn lấy lại vốn. Bà phải nhúng qua cái phần ấy nha, cái phần trắng trong ấy là nó bị, trong ấy là nó bị ngấn luôn á. Áo của đội bên đội của nhà rất lâu mới có nhà. Thì tại vì Bảo là người nhà của ca sĩ nên là Bảo xin lấy vốn cháu lại. Chứ không có giống như này. Áo của Hoàng tử công chúa thì mọi người tùy tâm. Tại vì em không phải nói áo của anh đi kinh doanh. Còn cái áo này của Hoàng tử là em làm kiểu đó nên em tiếp queo. Tại vì tiền tự bỏ ra. Nên là mọi người áo này mọi người ai mà muốn nhận á thì mọi người đưa cho Bảo 160 nha. 160 một áo là lấy vốn này thôi.
đúng không chị? Mẹ đi đúng không? Có hợp lý không? Đúng, hợp lý. Chứ không phải mình kinh doanh, nhưng mà mình thích về. Cái cổ thể cho cái tấm nhiêu tấm cực khổ không, cái không phải còn cái đồ của công chúa chứ sao, hoàng tử công chúa mà tự nhiên tại nó có cả hai công chúa hoàng tử luôn mà bảo đi cho nó bảo đi đi làm gì nó kỳ lắm, nên là bảo hay cho nhiêu thì lấy tiền làm áo. Nắm đầu con tôi hả? Hello chị Kim Anh, hello chị Nhàn Đặng nha. Áo này vải là 100% là cô tông luôn nha cả nhà. Hello cả nhà nha. Có gì vui khi mà làm cho con mình mà có chính tay cho mình làm phụ không? Có phước lắm thì được làm cho con. Không, cái này là của anh phải đóng vô 100 triệu mới được cái chân giặt đồ. Hả? Không phải ai muốn giặt đồ đâu, thì là của anh. Anh phải bỏ 100 triệu vào để mà được cái chân giặt đồ mình. Chân giặt đồ ghê quá. Nó nói chị Bông Ngọc nha. Chào chị Lan Nguyễn, chào Lan Nguyễn, chào chị anh Phan kìa. Chào cu anh Phan. Chào, cô chào nhé, chào cả nhà. Bà cụ. Các cháu có khỏe không? Các cháu có khỏe không? Hôm nay cháu là bà cụ của anh xin làm một thao giặt đồ siêu to khổng lồ. Các cháu cùng giặt cùng cụ nha. Vậy mà rồi mà lục vào đi gọi bánh tét quá trời luôn. Dạ chào tất cả mọi người ạ. Chào cu anh. Anh bắt chào cu anh. Lên thì không kịp lên. Lên là được chặt đồ rồi. Ủa trên xe gì mà đi ngang Sài Gòn là đi như là ngang ngang nhà chị Thanh Bắp hả chị? À, bóc thì bắp lên luôn, bắp lên chở đi luôn. À cái anh phở này nó đi hả? Nè cái này hả? Đúng rồi. Thầy
mày tới rồi hả?